Tiểu sử Ni Trường thích nữ như ngọc. Ni Trường thế danh là Chế Thị Di, pháp danh Diệu Đạo, Quý Trơn Niệm, hiệu Giác Ngọc, nối dòng Lâm Tế đời thứ 41. Ni Trường sinh ngày 29 tháng 7 Đinh Tị 1917 tại Thủ Ô, thuộc tỉnh Sa Đéc, nay là ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Chế Văn Cảnh, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Sướng. Cả hai lúc tuổi già đều xuất gia theo Phật. Pháp danh là Sa Di Siêu Thời và Sa Di Ni Huệ Phụng. Gia đình có 5 chị em, người chị cả xuất gia, về sau là Ni Trưởng Như Hoa, còn Ni Trưởng là người con thứ 5. Ni Trưởng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung nông nho giáo, nhưng lại có tâm kính tin Tam Bảo. Ở thiếu thời, Ni Trưởng được cha mẹ thương yêu và chăm lo việc học hành. Được thừa hưởng dòng tri thức của thân phụ, Ni Trưởng đã thông suốt chữ Nho, tiếng Việt và cả tiếng Pháp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Ni Trưởng dần lớn lên và trở thành cô giáo làng, dạy học cho những đứa trẻ trong xóm không có điều kiện đến trường. Trong thời kỳ kháng Pháp, quê hương của Ni Trưởng là Thủ Ô, một địa danh thôn quê xa xôi, hẻo lánh thuộc tỉnh Sa Đéc. Nơi mà hơn 300 năm về trước, trên bước đường mở đất phương Nam, người Việt đã đến đây khai hoang, lập nghiệp. Đây là một vùng sông nước với đồng ruộng mênh mông, lau sậy sầm uất, rất thuận lợi cho cách mạng lập chiến khu. Năm xưa, mỗi khi lính Tây càn quét qua đây, khi có một vài sĩ quan hay binh lính bị tổn thương thì đồng bào nơi ấy phải gánh chịu sự đàn áp của bọn chúng. Nhiều người dân vô tội bị tình nghi là hoạt động cách mạng đã bị bắt và bị giết hại, xác thả trôi sông. Đây cũng là một dấu ấn khó quên, thôi thúc Ni Trưởng tham gia vào công cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc. Thời gian thấm thoát, người chị cả là Ni Trưởng Như Hoa đã xuất gia tu học tại chùa Kim Huê. Thấy Ni Trưởng giờ là một cô gái đã trưởng thành, nết na, gia phong, hiền dịu, ông bà cụ nghĩ đến việc lập gia thất. Cảm nhận được đời sống giản dị trong chiếc áo nâu sòng, sự an nhiên thoát tục ngay giữa cõi đời giả tạm, rất khó tránh khỏi sự ràng buộc gia đình nếu vâng lời hai cụ thân sinh, phút chốc nghĩ đến người chị cả cao quý. Ni Trưởng quyết tâm tìm cách rời gia đình để thực hiện chí nguyện xuất gia cầu giải thoát. Nhận được sự chỉ dạy và sắp xếp của chị cả, Ni Trưởng rời nhà đến chùa Kim Huê, xin sư cụ xuất gia, học đạo. Thời gian sau, khi tìm đến chùa Kim Huê để gặp hai con gái, ông bà được hòa thượng trụ trì, bấy giờ là sư cụ thượng chánh hạ quả khuyên nhủ nên cho Ni Trưởng xuất gia. Vì căn tánh của mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng muốn đi tu, không phải ai cũng có duyên lành, chọn cho mình con đường giải thoát. Việc Ni Trưởng đi tu là để giác ngộ tự thân và cứu độ thân bằng quyến thuộc. Khi nghe lời khuyến tấn từ hòa trí tuệ của hòa thượng, hai ông bà hoan hỉ ra về. Trong lòng hai cụ chợt thấy yên tâm về con đường mà hai cô con gái đã quyết tâm lựa chọn. Nhờ túc duyên đã gieo trồng căn lành, không màng đến những buồn vui thế tục. Ni Trưởng luôn cần mẫn siêng năng, theo chị cả tập tu, nguyện ước một ngày sớm được khoác lên mình chiếc áo giải thoát. Nhận thấy được chí nguyện xuất trần, một thạch trụ tòng lâm, phát khí cho hàng ni giới trong tương lai, vào mùa xuân năm Tân Tị 1941, sư cụ Kim Huê chấp thuận cho Ni Trưởng xuất gia, ban cho pháp danh là Diệu Đạo, tự chân niệm, hiệu Giác Ngọc. Thế là cánh cửa giải thoát được mở ra với Ni Trưởng kể từ đây. Được dự vào hàng xuất gia, tâm nguyện cầu đạo Bồ Đề nơi Ni Trưởng ngày càng kiên cố. Một phần được sự giáo huấn nghiêm minh của sư cụ, một phần được sự động viên, khuyến tấn của người chị cả khả kính. Ngoài việc sáng công phu, chiều tịnh độ, chấp lao phục dịch cùng đại chúng, Ni Trưởng càng tinh tấn, gia tâm tu học. Tại đây, Ni Trưởng được sư cụ cho phép cùng lúc truyền giới Sa Di Ni và Thức Soamana. Vào năm 1943, Ni Trưởng được sư cụ cho phép thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Kim Huê, do hòa thượng thượng chánh hạ quả làm hòa thượng đàn đầu. Cũng vào năm 1941, có hai nữ Phật tử giàu có bậc nhất ở làng Tân Hưng, Sa Đéc phát tâm xây dựng ngôi chùa Phước Huệ tại xã Tân Vĩnh Hòa, rồi xin dâng cúng cho hòa thượng chánh quả, sư cụ Kim Huê và thỉnh ngài làm trụ trì. Sau nhiều lần đắn đo, cân nhắc, hòa thượng hứa khả. Ni Trưởng cùng với hơn 30 chúng ni được về tu học tại đây.
dưới sự quản lý và chỉ dẫn của Ni trưởng Như Hoa. Năm 1947, chùa Phước Huệ bị thiêu hủy trong phong trào tiêu thổ kháng chiến, chư Ni phải dựng lại chùa bằng tre lá để ở tạm. Một số vị rời đi tìm trường tiếp tục con đường tu học. Những vị còn lại bám trụ giữ đất, mong có cơ hội phục hồi mảnh đất thiêng với ngôi chùa thân thương, trải qua nhiều năm tháng, đã chở che mưa nắng cho chư Ni sớm kệ triều kinh. Năm 1950, Ni trưởng xin nhập chúng tu học tại Phật học Ni viện Từ Nghiêm, đường Bà Hạt, Chợ Lớn. Năm 1952, khi chùa Từ Nghiêm bị cháy, Ni trưởng cùng Ni chúng được Quý Hòa Thượng trong ban giám đốc đưa về chùa Dược Sư, Gia Định, tiếp tục tu học đến năm 1957. Năm 1957, Ni trưởng Như Hoa phát nguyện trùng tu chùa Phước Huệ, đã bị hư hỏng nặng bởi cơn binh lửa từ năm 1946. Ni trưởng đã rời Ni trường Dược Sư, về lại Sa Đéc để phụ giúp việc tu sửa. Đến năm 1958, sau khi việc trùng tu được hoàn tất, Ni trưởng Như Hoa chính thức giao cho Ni trưởng trụ trì chùa Phước Huệ tiếp độ Ni chúng, để Ni trưởng Như Hoa về lại Sài Gòn hợp tác cùng Quý Ni trưởng thành lập Ni Bộ Bắc Tông. Trong những năm biến cố bởi chiến tranh, tại chùa Phước Huệ, ban ngày bị lính Pháp chiếm đóng, đêm lại dân quân cách mạng về ẩn náu trú ngụ. Những khó khăn chồng chất là vậy, nhưng nhờ vào sự lãnh đạo và sắp xếp khéo léo của Ni trưởng nên mọi việc đều được suôn sẻ. Năm 1963, khi Pháp nạn xảy ra, cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài của chính phủ Nhu Diệm, Ni trưởng vừa lo kinh tế cho Phước Huệ, vừa ủng hộ Ni trưởng Như Hoa tham gia đấu tranh, biểu tình tại Việt Nam Quốc tự, Sài Gòn, đồng lao cộng khổ với Quý Chư Tôn Đức Như, Hòa Thượng Thiện Hào, Hòa Thượng Minh Nguyệt, đấu tranh cho dân tộc, cho Phật giáo. Sau cuộc pháp nạn năm ấy, Ni trưởng về lại chùa Phước Huệ, tiếp tục sự nghiệp hướng dẫn Ni chúng tu học. Năm 1960, được sự động viên của một vị giáo sư và được sư cụ chùa Kim Huê cho đất, Ni trưởng thành lập trường Bồ Đề nhằm đào tạo đội ngũ kế thừa cho giáo hội có đủ trình độ văn hóa, trình độ thế học, giúp ích cho việc nghiên cứu Phật Pháp. Từ năm 1984 trở đi, được sự chỉ đạo của Giáo hội Trung ương, chùa Phước Huệ là một trong các chú xứ được chọn là nơi mở đại giới đàn cho giới tử Ni. Tại các giới đàn do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức từ năm 1984 cho đến 2021, cũng như tại các tỉnh, Ni trưởng nhiều lần được cung thỉnh vào ngôi tôn chứng sư Yết Ma Asale, Hòa Thượng đàn đầu chứng minh giới đàn. Năm 1981, cùng với Thượng tọa Thích Thiện Chánh và Chư Tôn Đức Tăng Ni trong tỉnh, Ni trưởng là người tích cực vận động để thành lập Ban trị sự tỉnh hội, nay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Năm 1989, Trường Cơ bản Phật học Đồng Tháp, sau này là Trung cấp Phật học Đồng Tháp, được thành lập, Ni trưởng đảm nhận chức vụ hiệu phó, phụ trách cơ sở Ni tại chùa Phước Huệ. Và cơ sở này vẫn được duy trì cho đến hiện tại. Năm 1992 đến 1997, Ni trưởng đảm nhiệm Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Năm 2002, tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ IV, Ni trưởng đảm trách chức vụ Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Năm 2007, Ni trưởng là Phó Ban trị sự Phật giáo Đồng Tháp, đặc trách Ni giới, nhiệm kỳ 5. Từ năm 2013 cho đến nay, Ni trưởng được suy cử vào chứng minh phân ban Ni giới Trung ương. Ngoài ra, Ni trưởng còn hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc. Giáo hội Trung ương tổ chức nhiều cuộc vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, bà con gặp khó khăn trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Là thành viên tích cực vận động xây dựng lò thiêu tại địa phương để hỗ trợ về mặt tang tế. Đối với Mặt trận Tổ quốc, Ni trưởng là người tham gia từ những ngày đầu tiếp quản. Ni trưởng cùng với chư Ni trực tiếp lo các bữa ăn cho Ủy ban quân quản những đồng bào nghèo vào thời điểm khó khăn nhất của đất nước sau giải phóng. Ni trưởng là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trong nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là với Hội Liên hiệp Phụ nữ.
Ni Trưởng là ủy viên ban chấp hành của hội suốt 4 nhiệm kỳ với sự tin tưởng và quý mến của các thành viên cộng sự. Thời gian trôi đi, tuổi cao sức yếu, Ni Trưởng ủy nhiệm tất cả Phật sự trong ngoài cho vị đệ tử có khả năng gánh vác tự thân phát nguyện tịnh tu đến ngày về cõi Phật. Khi sức khỏe khá hơn một chút, Ni Trưởng lại bảo các vị thị giả đưa ngài đi thăm từng nơi, lớp học, giảng đường, chánh điện, nhà tổ, v.v. Ân cần dặn dò, chỉ bảo, mong sao phước huệ tổ đình luôn được bình yên. Ni chúng hòa hợp tinh chuyên tu học. Những tưởng hành trình phụng sự đạo pháp hóa độ chúng sanh của Ni Trưởng là tấm gương, là cội đại thọ luôn tỏa mát che chở hàng đệ tử Ni chúng lâu dài. Nào ngờ đâu, trong những ngày cuối xuân Nhâm Dần, Ni Trưởng lâm trọng bệnh. Nhờ sự tận tình chăm sóc chữa trị của y bác sĩ nên căn bệnh đã được thuyên giảm phần nào. Tuy nhiên, do niên cao lạc trưởng như một cỗ xe đã mòn rã, sức khỏe của Ni Trưởng ngày một yếu dần. Mặc dù thân thể có phần gầy hơn, nhưng tinh thần Ni Trưởng vẫn minh mẫn, sáng suốt. Nụ cười hoan hỉ luôn hiện hữu cùng sự ấm áp từ hòa. Ni Trưởng thường để tâm trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như ngọn đèn dầu dần tắt sau những giọt cuối cùng, Ni Trưởng đã thuận thế vô thường an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ, ngày mùng 1 tháng 4 Nhâm Dần, nhằm ngày 1 tháng 5 năm 2022, trụ thế 106 mùa sen nở, hạ lạc trải qua 80 mùa an cư kết hạ.